Rồi, ok, video ngày hôm nay sẽ là cái vấn đề rơi vãi cám khi mà nuôi chim hút mật. Nhiều người khi mà mình bán chim hút mật xong về nuôi được 2 ngày cái. Ê, thằng kia mày bán chim chim lỗi cho tao à? Sao mà tao nuôi mà nó ăn kiểu gì rơi hết ra ngoài rồi? Không, đây là không phải là cái chuyện mà chim lỗi mà nó ăn nó rơi cám, mà là cái đặc tính của chim hút mật đó chính là ăn nó rơi cám. Vì sao à? Vì mọi người cứ nhìn cái mỏ của nó đi, cái mỏ của nó rất là nhọn. Mỏ nhọn thì nó gắp thì nó sẽ bị rơi, nó đâu có muốn rơi đâu mọi người. Nhưng mà bây giờ cái mỏ của nó vậy, nó đang ở ngoài tự nhiên, nó hút mật hoa mà trời sinh ra cho nó cái mỏ để nó làm cái việc khác. Mình bắt nó vô đây, mình bắt nó ăn cám, cám hạt, thì đấy là nó làm cái việc đấy trong cái việc gọi là cưỡng ép nó ăn cái việc khác, nó sai với cái bản năng của nó thì nó rớt, thế thôi, có thế thôi. Nhưng mà những cái loại khác như là chảo mào các thứ, vì sao nó không rớt hay là rớt ít, là tại vì mỏ nó dày, mỏ nó to, nó không rớt. Còn con này mỏ nó nhỏ mà nó còn nhọn nữa thì chắc chắn nó phải rớt rồi. Và đây là cái số lượng cám mà chim nó ăn, nó rơi trong một ngày. Trung bình một con nó ăn một ngày thì nó rơi bằng này. Tuy nhiên đấy là có những con nó ăn nó còn rơi nhiều hơn nữa. Đó là tùy nết ăn của từng con, hay là ăn trong thời gian mới hay là cũ. Chẳng hạn như con mới thì nó rớt nhiều, còn về sau nuôi lâu nó gắp thời gian dài nó quen thì nó rớt ít. Tuy nhiên về cơ bản thì con nào ăn nó cũng rớt. Rớt là cái đặc thù của cái loại chim này rồi. Đây mà mọi người có thể xem cái nền nhà nhà mình đây. Đây, những cái hột li ti này chính là những cái hột cám rớt. Những hột cám rớt đây. Nuôi loại chim này thì một điều chắc chắn mà mọi người phải chấp nhận đó chính là việc chim hút mật nó ăn cám nó rớt. Không thể nào tránh đi đâu được hết mọi người. Con nào nó cũng không rớt nhiều thì nó cũng rớt ít. Không chạy đi đâu được hết. Cho nên là mọi người đừng có lo là mua phải con chim lỗi khi mà chim nó ăn rớt cám, mà là bất kỳ con chim hút mật nào nó cũng ăn rớt cám mà thôi. Vì cái mỏ của nó sinh ra không phải phục vụ trong cái việc mà gắp cám để ăn, mà cái mỏ của nó là cái mỏ để hút mật hoa mọi người ạ nhá. Rồi, như vậy là đã biết cái lý do sinh lý của nó là cái việc ăn là nó chắc chắn rụng cám rồi. Thì bây giờ mình phải hạn chế như thế nào? Hạn chế chủ yếu là mình chỉ có làm cho nó đỡ tốn cám thôi, chứ mà mọi người bảo nó không rơi cám là không có. Nó có ăn bao nhiêu lâu chăng nữa thì chắc chắn nó sẽ có rơi. Nó rơi nhiều rơi ít thôi, mình không tránh khỏi được. Đầu tiên là mọi người sẽ làm cho nó những cái miếng lót lót ở dưới đáy lồng. Mọi người có thể ra ngoài tiệm và mua những cái loại giấy giấy có sẵn đấy. Giấy có sẵn thì họ bán theo ký, mấy chục ngàn ký đấy, thì mình mua về mình thay thường xuyên đó, vậy thôi. Còn nếu như mà mọi người nuôi ít thì cũng có thể là tự làm ra những cái đồ lót cám như thế này, giống như mình đang làm đây. Và mọi người hay nếu mà xem video này có thắc mắc là vì sao mày bày cho người ta làm sao mày không làm, tất nhiên là mình sẽ không làm thôi, tại vì cái số lượng chim của mình nó quá nhiều, cho nên mình không thể nào mình đi cho dù mình có đi mua giấy để về mình lót cho nó tiện chăng nữa thì mình cũng sẽ không làm. Tại vì cái thời gian đấy nó sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi đó mình cần phải làm nhiều việc khác. Cho nên mình chấp nhận cái việc nó rơi vãi mọi người, nó rơi bao nhiêu thì nó rơi, mình chấp nhận. Còn như mọi người mà thấy sót quá thì có thể làm theo như mình đấy. Chứ nhiều như vậy mà đi thay, tại vì cái này là chắc chắn phải thay, vài ngày là nó sẽ ỉa ra và nó sẽ làm bẩn một lần thì mình sẽ lại phải thay cái miếng mới. Chứ đâu có mà làm một cái mà dùng cả đời được đâu mọi người. Đấy. Rồi thì mọi người sẽ làm những cái miếng lót như thế này để chim nó ăn, nó rơi vào bao nhiêu thì nó rơi. Nó rơi vào đây thì chim nó sẽ lặt lên. Và nhiều người lại bảo là làm sao để cho nó lặt? Làm sao để cho nó lặt? Thì mọi người muốn nó lặt thì ở trong cái cống thức ăn không được có cám thì nó mới lặt. Vậy thì làm sao để cống thức ăn nó không có cám? Thì mọi người cũng phải cho ăn ít, cho ăn vừa đủ trong ngày.
thì khi mà ở trên không còn nữa thì nó mới xuống dưới, chứ mà ở trên mà còn thì đừng có hòng mà nó xuống dưới nó lượm nha mọi người. Và muốn nó lượm ấy thì cũng phải một lý do lưu ý một lần nữa, đó chính là cái độ sạch của cái miếng lót. Chẳng hạn mọi người lót 2-3 ngày mà thấy nó ỉa ra bẩn quá thì mọi người phải lo mà đi thay cái miếng lót mới. Chứ mà để cám nó rơi xuống phân thì chim nó ăn vào chắc chắn là sẽ không tốt rồi, đúng không? Mà nó phải lặt trong cái điều kiện phải sạch sẽ cơ mới được. Thì lót như thế này xong rồi mọi người căn cái lượng thức ăn của nó ăn trong vòng một ngày. Chẳng hạn như một ngày nó ăn hết một cống này, mà đến chiều đi làm về mà nó còn dưới đáy này 1/3 này, thì hôm sau mọi người sẽ bớt lại để cho nó ăn căn, làm sao mà ăn đến tầm 2-3 giờ chiều là hết cám. Thì từ 2-3 giờ chiều đến tối thì nó sẽ xuống dưới đáy lòng và nó lượm những cái hạt còn sót lại. Đấy, thì mọi người chỉ nên hạn chế như thế thôi mọi người, chứ đừng có kiểu hạn chế quá. Chẳng hạn như là nhiều người sẽ không muốn rớt một hột nào mà đi mua những cái loại cống chống rơi, cống chống vãi, thì thật sự là cái hiệu quả của nó không cao. Tại vì sao? Tại vì ở trong cám hút mặt này nó có đường. Nó có đường thì sao? Nó ẩm. Nếu như mọi người dùng những cái loại cống ấy mà bao bọc hết lại cái cống cám này để cho cái cống cám này nó bí hơi, thì nó sẽ tạo ra hơi nước. Mà nó tạo ra hơi nước thì cám nó sẽ bị ẩm. Mà cám bị ẩm thì nó sẽ bị ướt hết. Vậy thì lợi bất cập hại. Hơn thế nữa, ở những cái loại cống mà chống rơi vãi thì cái việc mà rửa ráy của nó cũng khó khăn nữa. Cho nên ở đây là mình không khuyến khích mọi người đi mua những cái loại cống chống rơi vãi nha mọi người. Hiệu quả rất ít mà tác hại rất nhiều. Rửa vừa bẩn mà dễ bị bốc hơi, đặc biệt là mùa mưa rất là dễ bị ẩm, mà rửa ráy nó khó, thay ra thay vào nó cũng khó, mà cũng mất, rất là mất thẩm mỹ nữa nha mọi người. Cứ dùng những cái loại cống này thôi, rồi cho ăn vừa đủ trong ngày, rồi đến chiều nó rơi ra bao nhiêu thì nó sẽ xuống nó lặt. Nếu mà nó không lặt thì hôm sau mình bớt cám lại, thì nó rơi xuống dưới nhiều thì nó sẽ xuống dưới nó lặt thôi. Đấy, về cơ bản là như thế. Còn nó sẽ làm cho cái, chứ cứ cho ăn bình thường như này thôi thì cái lòng của mình nó sẽ nhỏ gọn, nó sẽ có cái thẩm mỹ. Còn mọi người dùng những cái cám chống rơi vãi nó bự như này thì nó không thẩm mỹ, thay ra thay vào nó khó, rửa ráy nó khó, đủ điều hết trơn á. Nên là đừng có ham. Còn một điều nữa là mọi người phải biết cái nết của nó khi mà ăn. Chẳng hạn những con chim hút mặt ấy, khi mà nó ăn ấy, mọi người có để cái cám nó sâu cỡ nào chăng nữa thì nó cũng sẽ dơ ra ngoài, xong rồi nó mới nuốt. Nhiều con nó gắp được hột cám xong nó nhảy xuống cầu, nó mới bắt đầu nó nuốt. Cho nên là những cái loại cống mà nó sâu tít xuống dưới nó cũng không có cải thiện gì trong cái việc đỡ rơi vãi cám hơn thôi. Chủ yếu là ăn uống tiết kiệm, cùng với đó là thời gian nuôi, thời gian lâu thì con chim nó sẽ gắp cám thuần thục hơn, mà nó gắp cám thuần thục hơn nó đỡ rơi vãi hơn. Còn về cơ bản là khi mà nuôi loại chim này, mọi người phải chấp nhận cái chuyện nó rơi vãi nha mọi người, không tránh được đâu. Rồi ok, thì đây cũng là tất cả những cái nội dung có trong cái video ngày hôm nay về cái vấn đề rơi vãi cám. Hy vọng là xem xong video này mọi người sẽ có hướng giải quyết cho mình, cũng như là nuôi chim tự tin hơn mà nuôi thôi nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video và hẹn mọi người những video lần sau nha. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.